Trước khi mà bàn tới nguyên nhân thì chúng ta hãy coi cái quá trình diễn tiến phát triển cái da quy đầu từ lúc trẻ cho lúc trưởng thành là như thế nào ha. Thì thường đó, lúc mà sinh ra thì đa phần hầu hết là khoảng hơn 99% là tất cả các bé đều có hiện tượng hẹp da quy đầu cả. Thì khi mà các bé phát triển lớn dần dần lên đó, thì dưới hiện tượng của cái hiện tượng gọi là phản xạ cương tự nhiên của nhân vật nè, rồi dưới các chất bựa sinh dục ở vùng quy đầu và da quy đầu, thì từ từ cái vùng quy đầu và da quy đầu này nó sẽ được bóc tách ra từ từ các bạn ha. Khi mà các bé qua cái độ tuổi trưởng thành chỉ còn tỷ lệ khoảng 1% là chúng ta thực sự có hẹp da quy đầu mà thôi. Cái nguyên nhân gây hẹp da quy đầu là gì? Có thể là bẩm sinh cái da quy đầu của chúng ta là hẹp sẵn rồi. Cái thứ hai là có thể do mắc phải. Mắc phải ở đây là gì? Những cái sẹo sơ, những cái viêm nhiễm dần dần nó sẽ để lại những cái sẹo này, và cái sẹo này nó sẽ khiến cho bao quy đầu của chúng ta không thể nào tuột ra phía sau được để làm lộ cái quy đầu được.